Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cái tủ nội thất Ocean Luxury, cửa mở, cửa lùa giảm trắng nha anh em. Đây, bây giờ anh em theo mình bây giờ trước tiên là anh em xem qua một cái đó. Đó, xem qua một cái tủ. Khi mà đóng lại nó như vậy, rất là đẳng cấp nha anh em. Còn bên dưới đây thì cái dàn và phụ kiện và cắt nhôm. Đó. Ở bên mình là chuyên cung cấp tất cả những cái dòng máy mà cắt tấm, cắt đánh kính đó, rồi dập đánh kính kháng phim luôn nha, đầy đủ những cái phụ kiện linh kiện của mình có đầy đủ hết cho anh em luôn. Đây là cái tủ mẫu Ocean Luxury, trong tương lai thì nói chung là thời gian ngắn là khoảng 2 tuần nữa thôi là về tấm nguyên tấm luôn nha anh em, cực kỳ nhanh và cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ sơ qua được qua cái dòng phụ kiện với lại mà cắt nhôm trước đây là bên tại văn phòng trưng bày mẫu này. Anh em lựa chọn đủ các cái thương hiệu phụ kiện trên cả nước thì nói chung là bây giờ rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà mình thấy Ocean Luxury này thì anh em làm rất là nhiều và vì rất là dễ sản xuất nha anh em, mà màu cũng đẹp nữa, màu xi mã nó rất là đẹp. Rồi bây giờ hãy đi vào đây để xem cái cửa lùa đứng đó là nhiều rồi. À, cửa lùa này sao bây giờ đó, cửa lùa giảm trắng nha anh em. Tất cả những cái phụ kiện này anh em không cần chế gì hết trơn, những cái con mà giảm trắng nằm ở trên đường ray luôn này, còn bánh xe thì nằm ở trên cái cánh, nó ngược lại với lại cái cửa trực quay nha anh em. Đây nhìn đó, rất là đẳng cấp. Nói chung là vào trong cái phòng làm việc hoặc là cái phòng ngủ mà thấy được cái cửa nhôm Ocean, cái này bằng tấm nhôm luôn nha anh em, chứ không qua bằng gỗ luôn nha, không qua bằng gỗ MDF nha. Đó, gỗ MDF thì nó thật với anh em chứ trong một thời gian ngắn thôi là cái nhôm này có thể làm rất là nhiều, không có làm cái MDF rồi đó. Đó, bây giờ mình đi sản xuất máy cánh cái kính này cho những cái đơn vị mà làm mà tủ MDF rất là nhiều nha, nhưng mà họ chỉ mua, họ mua máy cho rồi, họ mua máy cắt tấm vô máy rồi cho nên mình biết được. Đó, mấy anh em mà làm bên cái nội thất mà gỗ ép chỉ mua cái máy cắt vô rất là nhiều cho mình biết được, còn anh em sản xuất thì không có biết được đâu. Đó, giảm trắng. Còn đây là cửa mở nha này. Đó, còn ở đây thì có một cái ngăn để trống để trưng bày để ghi các dụng cụ. Đó, rất là đẹp nha này. Đó, nhôm xi mã, nhôm băng gỗ xi mã anod, băng lề bộ vị thương hiệu Aragon này. Aragon này làm rất là nhiều. Đó, rất là nhiều các phụ kiện nằm ở trong những cái tấm đứng như vậy nha này. Đây lập lại quay lại mình rung cũng được, nhưng chế độ rung rung. Còn ở đây thì cái cửa lắp anh em nhìn thấy đẹp không, tất cả những cái cửa này anh em nhìn kỹ như vậy, nó khít như vậy luôn, nhưng mà khi mà mở là không bao giờ nó chạm với nhau, còn mở cái chừng nửa ly này không, tất cả đây đó, một con gấp đây xoay này, treo mùn treo áo treo cái gì này trên đó, tất cả đây. Rồi bên đây là cái dạng kiểu như tủ mà để giày dép anh em đây đó, đi vòng vòng từ từ qua này nhìn được đẹp, xong qua đây đó, đi qua này đứng lại góc đó. Đây cái tủ này anh em nhìn thấy không, rất là đẳng cấp nha này. Đó, rất là ok luôn anh em, xoay quá đẹp ha. Đó, anh em xoay một vòng anh đưa ra ngoài anh em lấy giày dép gút rồi các kiểu rồi được hết, này để cái gì cũng được, đẳng cấp nha này. Đó, những cái bản lề như vậy là đều được file bằng máy CNC. Anh em nhìn cận cảnh này, những cái bản lề như vậy này được dùng bằng máy file CNC này, nó mới nét được như vậy, lọc quay sát vào đây luôn. Hoặc là bên mình có cái con máy đột dập nha này, đột dập cái lỗ bản lề này rất là đẹp, âm luôn. Đó, quá đẹp. Rồi lọc đi bên này, đi ngược về bên này, quay sát sát cái bàn này cho anh em xem cái kết cấu của em đó nha mọi người. Đó, quay qua đây. Đây là cái kết cấu mà nó cực kỳ đơn giản, rất là dễ sản xuất nha. Đây là những cái nhôm tấm ghép lại đó. Còn bây giờ thì bên Ocean Luxury thì đã có cái nhôm nguyên tấm rồi nha, nguyên tấm làm cực kỳ đẹp. Đó, nó kiểu như vậy nè. Đây, nhôm tấm anh em nhìn. Đây nè, thì bên mình có cái máy để file cái rãnh này ra nha. Đó, file cái rãnh này vô để mà mình kết nối cam á, bấm cái lỗ cam. Đó, anh em mà có nhu cầu về cái máy móc để sản xuất cái tủ này, bên mình cung cấp đầy đủ nha nè. Đó, có máy cắt góc, máy cắt tấm, máy phai tấm, rồi máy đục bản lề, máy cán phim là bên mình cung cấp đầy đủ hết trơn luôn. Đó, đây cái hệ slim này anh em nhìn,
Rồi bây giờ cái video tiếp theo nữa thì mình bắt đầu review cái được rồi.